Trong vòng tay thật lớn các bạn ơi. Có vừa ca sĩ vừa trẻ vừa đẹp trai hát hay, còn có cả nhóm múa nó biểu diễn. Cho tôi đi lên trên thành phố để thăm cháu. Một tràng vỗ tay thật lớn của các bậc phụ huynh và các bạn nhỏ đang ngồi ở đầu ghế đây này. Đấy, đúng rồi, vỗ tay thật lớn được không? Ôi giời ơi, khẩu chào tất cả các bạn nhỏ nhá. Các bạn nào cũng có 1, 2, 3 quả bóng bay đẹp quá cơ. Hôm nay đi lên đây nhà bác chơi là đi thăm bạn Tèo ở trên đây. Ấy mà không biết là ngày ở trên đây là bạn đi học, bạn tranh thủ là nghỉ hè. Thấy bảo còn đi học cái lớp tiếng Anh gì nữa cơ. Thế mà cũng không biết, thế mà bây giờ đi chơi đâu mà cũng chưa thấy về cơ. Các bạn có thấy cái bạn cu Tèo Tèo nhà bác đâu, nhà ông Đông? Không thấy à? À đúng rồi đấy, bạn ấy thấp thấp đấy mà bạn ấy đeo kính cận màu đen ấy. Đúng rồi đấy, đây thế à? Đây hả, à? Đấy bạn này hả? À? Bây giờ thế mời với bạn này lên đây, tên là gì? Tên là gì? Thanh á? À, ôi giời ơi Việt Anh, gớm trời ơi, thế thì không phải có chúng đây nhà bạn cu Tèo rồi. 1, 2, 3 gọi bạn Tèo hộ mình cái nhở? Bạn Tèo ơi! Tèo ơi! Ôi giời ơi, ông lên trên đây chơi với cháu mà chả thấy cháu đâu cả. Con đây rồi nội ơi. Mệt ơi là mệt, đi ra gà cửa nó thấy đẹp. Con đây rồi nội ơi. Ôi giời 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 ơi. Khổ thật. Khổ thật. Tăng động quá phải chạy ra ngoài kia, nhỡ đâu ra ngoài đường lao ra đấy, xe nó lao cho tông một cái con, thì chết. Con nhớ nội quá. Con đeo kính đen thì tự nhiên mắt con còn cận đấy, con chả nhìn thấy gì, con lao phát ra đường luôn. À, thế bảo ta đeo kính cận là màu đen à? Vâng. Nhưng mà là hot trend của trường con đấy. À hot trend mốt bây giờ. Vâng. Vâng. À. Từ ngày con học đi mic là lúc nào con muốn thời trang con chỉ giống Tây ấy. À thế à? Con học giỏi tiếng Anh sau này con thảo nào thấy ông thấy là trước là cái tóc của cháu là luôn ngắn mà hôm nay bây giờ hot trend thời trang mốt mới, coi như là cháu để cái đầu xù như là Tây thế à? Ông biết không? Bình thường là các bạn ra hàng để làm cái hot trend cho giống nước ngoài. Ừ. Con không có tiền toàn móc lò tự quấn đấy. Tự quấn ở nhà đi xong tự quấn nó dựng lên. Rồi. Bây giờ nó không xuống rồi đấy. Này này, thế từ ngày thấy ông thấy cháu bảo nghỉ hè sau Covid là bắt đầu mới học lại, xong rồi bây giờ nghỉ hè xong rồi cái trông mày mập mạp lên hẳn nhỉ. Vâng, từ ngày vào trường con ăn uống tốt lắm vì con vừa được chơi vừa được học ông ạ. Thế à? Vâng, vừa được chơi vừa được học luôn. Đúng chắc là hè con về thăm nội thế, nhưng mà con bận khóa học ngoại khóa ở D-Mac ấy, thế đâm ra là con vui quá con quên luôn. Thôi, dạ. Thăm nội ông bà ở nhà vẫn khỏe mà thăm thì lúc nào cũng được. Thời gian về thăm còn đâu là cái chính, bây giờ ông bà là vẫn phải không bao giờ là trách bố mẹ hay là các cháu cả, là vẫn phải dành thời gian cho các cháu làm sao mà được đến trường rồi là đi học kiến thức là ông bà mừng rồi. Vâng. Hiểu không? Ừ, chứ không phải là hello ông. Mày how are you? Mày vừa bảo cái gì bô cơ? Ôi giời ơi, khổ quá rồi, khổ quá. Đâm ra là ông bà không học tiếng Anh, con trả về của quê, con chả biết nói chuyện với ai cả. Tự nhiên hỏi how are you lại có bảo tiêu ai? Ôi giời ơi, có tiêu ai đâu? Ông nội lên đây chơi mà chúng nó lại bảo nó đánh ông thế, chết không? Không phải, khổ quá. Ý con hỏi là ông nội có khỏe không? Cái tiếng Anh là how are you? À thì vâng. Cháu nói bằng tiếng Anh ấy hả, là hỏi ông là có khỏe không à? Vâng. Ôi giời, gớm bị tưởng là cái gì lại bảo tiêu tiêu thì nghe này, quen quen thì chết. Giời ơi, khổ quá. Ông phải cập nhật 4.0 vào. Ông biết không? Ôi giời, bây giờ giống ông giống bà quản gia nhà con đấy. Thế à? Bà quản gia năm ngoái ông gặp đây. Bà quản gia là bà ô xin ấy à? Thì gọi là quản gia. Cái bà mà ông đặt trước đến thì vẫn gặp đấy hả? Vâng. Càng ngày bà càng beautiful nhờ ông ạ. Beautiful là càng ngày càng beautiful là đẹp ấy. À là đẹp hả? À, đẹp chứ ông lại bảo bá phun. Thế không phải là càng ngày càng beautiful ra. À. Hỏi thăm ông mấy lần đấy. Mà từ ngày con học tiếng Anh về con dạy bà nói như gió luôn. Bà già như thế mà bà cũng nói tiếng Anh tốt thế à? Chăm học lắm, ngày nào cũng hỏi con học gì xong con bảo lại hết. Ôi giời, thế à? Vâng. Thế sao con bảo là bao giờ ông lên là dạy ông luôn. Thế thì dạ. Tranh thủ dịp hè ông ở đây. Cháu dạy ông mấy câu về để ông nói chuyện với làng cho nó sang nhá. Mấy câu nhá. Tí nữa gặp bà quản gia là ông phải nói luôn nhá. Đầu tiên ông phải hello này. Ừ. Sau đó ông hỏi how are you này. À. Đấy, bà sẽ trả lời là I'm fine, thank you. À. Đấy, sau đó. Ôi giời. Thế thôi, đừng nói nữa. Tôi lại lộ ra là ông không biết. À, ông hiểu không? Ừ, đúng thế, rồi. Thế bây giờ cứ đến giờ con đi học rồi. Con đi học xong rồi chiều về con ăn cơm với nội nhé. Xong rồi chốc lại về học xong rồi về ngay nhá. Cứ về ngay nội nhá. Vâng. Chứ không ở nhà một mình, bố mẹ con đi làm xong rồi muốn nội ở nhà cứ tha thẩn ở quanh nhà.
cứ đi lên đi xuống chả biết làm thì gì cái cả. Bà beautiful bà đang lau nhà trên tầng 3 đấy. Bà đi chợ mà. Thế bảo bà đi chợ mà. Đi chợ về rồi. Đang lau nhà trên tầng 3 đấy. Ông nhớ cho mấy câu đấy con dặn là tí nói như thế đó. Nhá. Thế thì ông ở đây ông đợi bà nhá. Nhá. Bye bye. Bye bye grandfather. Bye bye. Ơ này cháu ơi. Nó dạy dặn mình cái gì nhỉ? Nó vừa dặn ông cái gì cháu cái gì nhỉ? Các bạn nhớ không? Vừa dặn chào cái gì nhỉ? Này 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 cái gì? Này. Ở đâu? Ở đâu mà đến đây mà lẩm bẩm trước nhà tôi đấy? Ở đâu đấy? Úi giời ơi. Ở đâu đến? Ở đâu đến? Hey, hello. Hello. Úi giời. Già thế không biết nói tiếng Tây cơ à? Không biết nó vừa bảo có phải không nhỉ? Hello, hello, hello Hi. Bà. How are you? I'm fine, thank you. Ủa thôi chết rồi. Thế là bà nói cái gì đấy ạ? Bà nói cái gì thank you, kiểu kêu là cái gì nhỉ? Là cái gì các bạn biết không nhỉ? Thế là sao gì? Mà ông tưởng ông biết, nói tiếng Anh chứ? Hổ, thằng cháu nó mới vừa dạy được mấy câu bập bẹ thôi. Thế thành ra là nhớ được cái gì? Cái gì lô lô nhỉ? Thôi, hello. Thôi ông hello. Dẹp đi, ông dẹp đi. Nhưng mà tôi hỏi ông là ai? Tôi hỏi bà mới phải đấy. Thế bà là ai? Tôi là ai? Tôi là tôi. Thế tôi xin tự giới thiệu với bà, tôi là chủ của cái thằng mà trả lương cho bà nhé. À thế là ông là ông nội của cháu Tèo mới ở quê lên đấy à? Phải rồi. Trời ơi khiếp, năm nay thay đổi không nhận ra cơ. Cứ xanh đỏ tím vàng rộn ràng dối cả mắt lên. Không nhận ra nữa. Bà sao mới này, là chạy quanh vòng nhà là bà mới là chóng mặt đi. Tôi nói thật với bà biết, xanh đỏ là vì là coi như là bà ở nhà bảo là thôi ông đi lên đấy là phải mặc cho nó thời trang vào, cho nó đẹp. Nhưng mà vội quá đi, tóc đã kịp cắt đâu. Đấy, thế mà cứ vội lên đây là gặp bà và bà quản gia. Mà cứ nói đại là quản gia, cứ nói ô xin luôn cho nó được việc, còn dắt việc quản gia nữa. Cái đường nào nó vào cái đường đấy nhá. Ô xin nghe nó không có sang trọng. Thế bà đi đâu về đây? À, vừa đi chợ về. À, đi chợ về. Vừa đi chợ về. Một túi quà nặng đây. Một túi quà nặng đây. Ôi giời ơi, cơm khổ thật. Đấy. À, sách quà về mang cho cháu tôi ăn đấy hả? Thế cho ăn vừa thôi, không rồi nó bị mập ú ồ ra đấy. À không, đấy. Quà này là không phải mua cho cháu. À. Quà này là để đi tặng. Đi tặng à? Cháu ông học ở cái trung tâm Anh ngữ quốc tế D-MEC đấy. Hôm nay là trung tâm có tổ chức cái chương trình Summer D-MEC 2020. Nên là tôi mới tranh thủ chạy ra chợ mua quà để tặng cho các cháu. À, thế hôm đó ra là mua quà để tặng các cháu cùng học với lại cả thằng cu nhà đấy à? Đúng rồi, bạn của cháu. Các bạn có phải là bạn của cháu Tèo của nhà bà không nhỉ? Có phải không thì vỗ tay thật lớn ạ. Các bạn trầm quá. Đấy đúng rồi, vỗ tay lớn lên. Đấy, bà thuyết chốc bà phát quà cho. Bà có một túi quà nặng đi này. Cháu có nhận quà của bà không? Nhưng mà không phải là đưa rồi nhận rồi lại đưa, không có đâu nhá. Mà rồi. Bây giờ là bà muốn các cháu là phải tham gia trò chơi có được không? Thử sức các cháu. Thử sức thông minh của các cháu có được không? Được không? Các được. Bạn ơi, các bạn. Hôm nay tranh thủ ông ở quê lên đi chơi với lại cháu cu Tèo ở nhà, lại còn có bà quản gia. Thế là coi như là cháu về dạy bà kỹ năng sống này, các hoạt náo tham gia trò chơi này. Úi dồi, dạy cả bà tiếng Anh này. Đấy, bây giờ bà rất giỏi nhá. Bà đến cả trung tâm cái gì Anh ngữ quốc tế D-MEC đúng không ạ? Đấy, bà rất là giỏi. Bây giờ bà muốn tổ chức trò chơi cho các cháu để chúng ta nhận quà. Bây giờ các bạn chúng ta có tham gia không ạ? Bây giờ muốn những cánh tay của các bạn chúng ta cùng giơ lên được không ạ? Thấy các bạn có vẻ trầm quá à? Đâu rồi ạ? Tay trái đâu ạ? Tay phải đâu? Chân trái đâu? Chân phải đâu? Giữa cả hai tay hai chân thì nhận được nhiều quà đâu rồi? Đúng rồi, tay ở đâu là tay ở đâu để sẵn sàng chơi chưa? Cùng hô to nhá, tay đâu là tay đâu? Em mới bé lắm, tay đâu là tay đâu? Chân đâu là chân đâu? Mông đâu? Rồi. Bây giờ mời các bạn chúng ta cùng lên sân khấu này để tham gia trò chơi. Sáu cháu nhỉ? À, sân khấu này à? Nhà mình rộng mà, 10 cháu đi. 10 cháu? Ừ, 10 cháu nào, đi. Bà mời 10 cháu lên sân khấu với bà. Cháu nào cũng được.